Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi top cao thủ Tống Kim. Một cao thủ khá là mới, có tên là Thiên Nhi. Như anh em thấy thì người ta ở trong trận đấu 21 giờ thì được 27k điểm và 70 người và 43 NPC và là tử vong 15 và liên chạm 17. Và chúng ta cùng xem thử nha anh em ơi. Hiện tại nhìn sơ qua thì ạc này Khải thấy là đang có cho mình là kỹ năng 2 cấp từ cái càng khôn trên đầu này. Đó. Và hiện tại ạc này đang nằm bên băng A nha anh em. Và set đồ thì nhìn sơ qua thì anh em cũng cả đã thấy thì ạc này đang sử dụng mình một set hiệp cốt. Một set hiệp cốt anh em. Vừa rồi thì Khải top 3 quá là may mắn luôn anh em ơi. Được 70 mạng cũng 3 mấy k điểm. Farm NPC cũng được vài cũng đại tướng là điểm cao. Sở hữu một set hiệp cốt này, mắt ọp 40, mắt ọp 50 và một ngập bội 24 chưa được mát cho lắm và một nhẫn mát luôn. Và đi kèm với những bị đồ xanh như thế nào đây anh em cùng xem. Kèm theo một phi phong một cấp nữa anh em. Phi phong được cấp nữa thì ạc này đang được cho mình ba kỹ năng vốn có nha anh em. Là ba kỹ năng vốn có nha mọi người. Đó, phi phong là ba kỹ năng vốn có này. Và đang sở hữu một cái đao wild, đao quá đẹp luôn. Top 20, banh sắt 70 thì tính ra đặt móc 50-52 thôi, quá đen. Đặt móc 53-52 đó thôi. Không được đặt móc 7, không được đặt móc 73. Kháng họ cho khá ok. Một set nói chung là cho anh em xem nhẹ set đồ này tiền bao nhiêu nha. Cái áo này tầm 2 kim. Khoảng 150k, gia chiên này khoảng tầm 500 xu. Nhẫn này khoảng tầm 500 xu là 1 kim nữa đi. Ngọc bội này khoảng tầm 2 kim. Thì tổng set đồ này thì set hiệp cốt này khoảng 5 kim anh em. So với hiện tại thì khoảng 5 kim thì nó khoảng tầm 300.000. Cái set hiệp cốt này khoảng 300.000 anh em, tại vì đã tục giá rồi, 300.000. Còn cái đao này thì Khải nghĩ cũng bèo cũng được tầm hơn 10 kim. 10 kim thì khoảng 700.000. Là set hiệp cốt với cái đao này thì được 1 triệu rồi. Cái nón này khá là đẹp, 13-40. Nón này chắc cũng được 5 kim ấy, khoảng 300k. Bao tây 15-40 cũng tầm 5 kim, 300k nữa đi. Đó, nhẫn này làm chạm 40 thì nhẫn này hiện tại thì nó cũng tục cũng tầm đẹp đó, sinh lực nội lực cao ấy, cũng tầm 5 kim. 300k nữa thì tính ra 300k nữa tính ra set đồ này cũng khá là đẹp. Một cái đai lưng 15-40 sinh lực nội lực quá đẹp luôn. Đai lưng này cũng tầm 5-6 kim luôn em. Nói chung là đồ ông này tương đối cứ tầm 5 kim, 10 kim, 5 kim, 10 kim em. 5 kim nữa thì cái đai này được 300k nữa đi. Giày ôi, giày này đẹp này. 40-27 giày này giày no 1 server ấy, giày này bèo bèo cũng 10-15 kim ấy nè. Đôi giày này cũng giá cũng 10-15 kim ấy. Nếu mà mua rẻ thì 10 kim, 10 kim thì nó khoảng tầm 800. Còn mua cao cao thì khoảng 15 kim thì khoảng 1 triệu. Thì tính ra thì set đồ này thì đẹp nhất vẫn là cái đao thì nó nằm giá khoảng tầm 10 kim là Khải nghĩ là khoảng tầm 700.000. Đó, 700.000. Và đôi giày này khoảng tầm 700.000 đây. Hai món này 1,5 triệu. Và set hiệp cốt khoảng 400 đi, 400 đi. Set hiệp cốt mát mà, khoảng 400 đi. Là 1,9 triệu. Nón này khoảng 300, 2,2 triệu. 2,5 triệu, 2,8 triệu, 3 triệu. Nói chung set đồ này thì gọi là công lôn tầm trung nè. Công lôn tầm trung mà set đồ 3 triệu nha mọi người. Set đồ này tầm 3 triệu gọi là tầm trung ấy. Không gọi, không phải gọi là quá mắc cũng không gọi là quá rẻ đâu. Nói chung là tầm trung set đồ này tổng luôn thì Khải tính tính set đồ thôi nha, chưa tính ạc nha nè. Set đồ khoảng 3 triệu ấy. Đó, nói chung là tầm này là đánh ok rồi nè. Đó, anh em cùng xem sơ lại một lần nữa và đừng quên ủng hộ cho cao thủ Côn Lôn Đao Thiên Nhi một like chia sẻ cũng như là ủng hộ video Khải một like chia sẻ nè mọi người. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Anh em nào mà chưa nhấn đăng ký kênh thì nhấn ngay và liền để ủng hộ Khải nha nè. Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đó, set đồ này mắt ọp mắt bin nè. 80 chón nè. 80 chậm nè. Đó, lượng phòng thủ có thêm 13 cũng khá là ok rồi. Nón này cũng khá là hợp lý đó nè. Rồi, anh em xem thì ủng hộ mạnh nha anh em ơi. Và anh em thích soi cao thủ nào thì comment bên dưới nha.